Ok các bạn, mình vừa ăn sáng xong và trời bây giờ thì vẫn còn mưa các bạn. Nhưng mà mình vẫn hành trình tiếp tục đi quay chia sẻ cho ông bà, cô dì, chú bác xem diễn biến ở trên vùng cao chợ phiên những ngày tháng cận Tết, xem chợ phiên như thế nào nhé các bạn nhé. Đấy, khu vực này thì bà con thì đang mua những cái chai thuốc trừ sâu này. Đấy, chai diệt cỏ các bạn. Trừ sâu diệt cỏ. Đấy. Ở sau đằng này thì vẫn còn có những cái quán ẩm thực nữa. Đây, mình sẽ mời các bạn đi hành trình tiếp. Ở sau đây là hầu như là cuối chợ rồi các bạn. Đấy, bà chủ hôm nay là chưa thấy khách nào đây. Hôm nay mưa quá nhỉ. Ở đây là cũng có những cái quán giống như ở trên. Đấy, cũng là phở này, rồi bún này. Bánh cuốn này. Đây, bánh cuốn hôm nay có khả năng là người ta ít chọn ăn hơn nhỉ. Hôm mình đi qua thấy nhiều lắm các bạn. Đây, chúng ta sẽ đi ra núi này để xem ở đây là sau chợ rồi. Ở đây thì người ta bán rượu ngô các bạn. Đây, khu vực rượu ngô đây. Mình đến đây ngửi một cái mùi rất là thơm rồi. Chắc là có ai vừa đi mua rượu, rót rượu nên nó bay cái mùi ra đây. Rượu đây là bà con tự nấu nhé các bạn nhé. Người ta nấu và mang đi bán ấy. Và bình quân thì có loại thì 15, loại 20, 25, loại 30. Đấy. Loại càng đắt tiền thì cái độ lặng độ của rượu thì nó sẽ lặng hơn các bạn. Đấy, còn khu vực đây là bán thịt này. Ở đây thì chưa phải là vùng cao hẳn các bạn. Ở đây là cách cái đường quốc lộ 70 nó chỉ rơi vào 15 cây thôi. Và ở đây thì có cả thịt lợn trắng, thịt lợn đen. Mình sẽ vào đây đi một vòng nhé các bạn nhé. Nhưng mà mình phải bỏ cái ô ra đã các bạn. Mới quá này. Ngon lắm. Mười cân. Rồi, mình sẽ đi một vòng. Đấy, rất là nhiều thịt. Ở đây những chân giò. Có những cái thủ lợn nhưng mà mình không dám quay các bạn. Bởi vì là sợ nó ảnh hưởng đến cộng đồng ấy, nên là mình không dám quay. Đây, gan này. Rồi mỡ lợn này, ba chỉ này. Đây là thịt lợn trắng đấy nhỉ. Lợn đen là cái móng nó phải đen các bạn. Cái chân nó phải đen. Tiến vào đây rồi. Rồi, khu vực ở đây là có một bạn mặc váy đây, như kiểu tiểu long nữ các bạn. À đây. Thì như đây thì là đen này các bạn này. Đen đây. Đây cái bì này. Đấy. Chuẩn nha các bạn nhá. Lợn đen này thì nó khác so với lợn trắng là có mỡ của nó dày các bạn. Mỡ nhỉ, mỡ nó mỏng này. Lợn đen nó dày này. Đấy. Và cái lông của lợn đen này nó cứng này các bạn này. Các bạn nhìn nó cứng chưa? Đấy. Lợn bản đấy. Còn đây là lợn trắng, đây là ba chỉ các bạn. Đây ba chỉ người ta rút sườn rồi. Lợn đen nhé. Wow, cái bì của nó dày chưa? Mơ của nó này. Lợn đen này toàn thấy nó mỡ nhỉ? Đấy. Chân lợn đen này các bạn ạ. Đấy, cái chân đen. Đấy, khu vực bà con bán thịt nhé các bạn nhé. Đây là rau củ quả này. Rau thì ở đây thì cũng đủ các thể loại. Rau cải rồi giá đỗ.
rau thơm rồi su hào, súp lơ. Đấy, nói chung là cũng đầy đủ hết. Và không có gì lạ nhỉ. Đang tìm cái gì thật lạ cơ. À, đây cái này gọi là lạ so với miền xuôi là cái này lạ này. Cà đắng nhỉ cô nhỉ? Cái này cà dại đắng nhỉ? À, cái này là các bạn nào ăn đắng đắng thì ngon này. Cà dại ở trên rừng đấy các bạn nhé. Cái đấy là người ta bán có 20.000 một cân đấy các bạn. Mà một cân của nó nhiều lắm. Khu vực rau này. Còn ở đây là những quả bí bao tử. Bí lon đấy các bạn. Đấy. Đây, đấy. Bí su su rồi bắp cải. Nói chung là những cái rau củ quả rất là thông dụng. Ở trên chợ phiên, chợ đồng bằng cũng có các bạn. Ở trên miền núi cũng có. Mình đang tìm xem có cái gì là lạ để quay chia sẻ cho mọi người. À, ở đây thì có sắn này các bạn này. Người ta che sắn vào này. Củ mài quên, củ mài. Nhìn xa tưởng củ sắn. Củ mài. Đây là mài. Mài trắng nhỉ. Củ mài trắng đấy các bạn. Cái này thường thường là người ta bán 20 đến 25 nghìn một cân. Mài trắng. Và ở đây này, cái món này này các bạn này, nó khác với ở xuôi. Đấy, như kiểu bánh bò các bạn này. À, bánh trâu chứ, bánh trâu. Đấy. Cái này xào thịt, xào rau. Ôi, mưa quá. Một cái khung cảnh khu vực bà con bán rau ạ. Quay mất tiền đấy. Và thôi, bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn sang một cái khu vực rất là đặc biệt. Đó là khu vực người ta bán đồ thổ cẩm. Đây có một quán đồ thổ cẩm này. Nhưng mà nó không phải quần áo, mà những cái khăn, cái túi ấy, như kiểu du lịch khách, dành cho khách du lịch người ta hay mua nhiều ấy. Đấy. Cái khăn rất là đẹp nha các bạn nhé. Đây. Khăn tràng cổ, khăn choàng cổ. Đấy. Đeo vào cho đẹp ấy. Đấy. Còn đây là giày dép rồi đầy đủ các thể loại các bạn. Đó. Kiểu hàng tạp hóa ấy, nhiều loại. Đấy, bạn đây. Đấy. Đấy, khu vực này khá là đông ạ. Đây, chúng ta lại ra khu vực ngoài cổng rồi. Cô bán phở này. Phở với bông này các bạn. Phở đỏ. Phở truyền thống ở trên vùng cao ạ. À, những cái túi này thì người ta bán 20.000 một túi các bạn. Ở ngoài này vẫn mưa nhé. Chị đang bày sâm đương quy ra để bán ấy. Đấy, hôm nay thì mình sẽ không quay chi tiết nhiều các bạn. Chủ yếu là quay cho bạn xem cái khung cảnh chợ phiên giáp Tết thôi. Vì mưa quá mình một tay cầm cái ô các bạn, một tay cầm cái máy quay nên không có tay để review cho bạn xem các sản phẩm. Ở đây là có một bạn mặc váy người Mông này. Wow. Sắp Tết rồi, người ta bán chăn ga gối đệm. Chăn ấm các bạn. Vì là Tết ở trên này là có 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông. Và mùa này là mùa đông các bạn. Buổi sáng rất là rét. Đây, cái khu vực quần áo đây. Wow.
Ở bên đây là khu vực người ta bán quần áo thổ cẩm. Đường đi khá là hẹp và nó khá là lầy lội các bạn. Đây này, nước. Nó có ôi. Ở đây này, hình như là người ta đang chị đang mua quần áo đấy các bạn. Đấy, những cái váy ấy. Những cái váy mông đủ các thể loại màu đây. Đấy, đây là màu xanh này, kết hợp màu đen này, hoa văn này, cái kia màu đỏ này, màu trắng này, rồi kết hợp với hoa văn này. Nếu mà trời mưa mà cứ mưa tầm tã này thì số lượng người thì chắc chắn là nó sẽ không bằng những cái phiên mà lắng rồi. Bởi vì là mưa bà con đi có khi là người ta ở nhà. Wow. Đây. Ui. Mình vừa dăm vào cái hố tí thôi. Wow. Đây. Bà vừa đến à? Hôm nay mưa quá nha bà nhỉ. Bà đang bày hàng để bán các bạn. Hàng của bà này toàn Hàn Quốc. Ở đây thì có dây bổ máu kìa. Đây là dây sâm trắng này. Dây bổ máu màu trắng ấy. Nhưng mà hôm nay không có tay các bạn, một tay cầm ô, một tay cầm máy nên không review cho bạn xem được. Quần áo người ta bày sẵn đây. Các bạn xem video thì các bạn nhớ đăng ký kênh nhé. Mình sẽ đi dạo này gần mình hay đi quay chợ Tết các bạn, để xem chợ Tết ở trên vùng cao có các mặt hàng gì để review cho bạn xem. Những cái áo rất là đẹp này các bạn này. Bộ váy ấy, rơi từ 700-800 đến trên 1 triệu, nó tùy từng loại các bạn. Mà rẻ nhất thì chắc nó phải vài trăm, nếu mà bộ người lớn thì nó phải gần 1 triệu. Còn bộ trẻ em thì cũng phải 500-600, 700-800 đấy. Đấy, ví dụ như những bộ nhỏ nhỏ này, xinh xinh này các bạn đây. Đấy, màu vàng, màu đỏ này. Đấy, những cái bộ này nó phải rơi vào tầm 700-800 liền. Trời mưa quá. Cô để bán thuốc. Đây là người ta bán những cái gì, có con dao phát ấy, nhưng mà cắn dài các bạn. Cái này cắn dài thì là người ta phát tả ly thì là có đà ấy. Wow. Ở đây mưa quá này. Ôi, đấy, khu vực này là người ta bán nhiều cây thuốc chưa? Hình như kia có phong lan kìa, phong lan nó hay thuốc kìa. Để mình phóng gần nè. Cây thuốc các bạn. Mưa quá. Thôi mình đi núi này nhé các bạn nhé. Wow. Nhiều quần áo chưa? Ừ. Thôi xong rồi. Mình đi chui các kiểu vậy. Thôi mình đi tắt nối này nhé các bạn nhé. Đây mình sẽ đi tắt nối này. Wow. Khoảng một nửa tiếng nữa các bạn.
nửa tiếng nữa, nếu mà chợ mà không đông thì là không đông, bởi vì là bây giờ cũng vào gần 8 giờ rồi, 8 giờ 8 rưỡi rồi. Đấy, cho vào một tiếng không đông có nghĩa là chợ nó cũng không đông, bởi vì là do là mưa ngay từ buổi sáng sớm. Wow, đây là khu vực chợ trâu này các bạn này, khu vực người ta đóng trâu mà lúc sáng mình đã quay chia sẻ cho mọi người nhiều rồi đấy. Đấy, khu vực chợ trâu. Đấy, đây là chợ trâu Cốc Ly nhá, thuộc xã Cốc Ly, Bắc Hà, Lào Cai. Đấy, số lượng trâu ngày hôm nay thì nó cũng so với tuần trước thì có khả năng là ít hơn một tí, nhưng mà nó cũng nhiều các bạn, bởi vì là người ta trở về vừa rồi ấy. Kìa, ở kia là những cái con trâu mà đã sơn màu đỏ đấy. Đấy, người ta đã mua và cái xe này thì người ta đang chuẩn bị về rồi. Đấy, một cái khung cảnh ở trên chợ phiên miền núi. Ông bà có gì chú bác nào xem thì nhớ cho Hải xin một đăng ký nhá, để cho kênh ngày càng phát triển. Có lẽ là bây giờ thì mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã quan tâm và ủng hộ. Hẹn mọi người vào video sau nhá. Bye bye. Diễn biến chợ phiên ngày hôm nay. Đấy, ngày hôm nay thì là số lượng châu bò đến hiện tại bây giờ là nó cũng vãn rồi nhá. Người ta mua và người ta trở về cũng nhiều rồi. Đấy, một ngày mưa gió ở trên vùng cao các bạn. Đây, mình đứng ở trên đây cao cao một tí rồi quay toàn cảnh cho ông bà cô dì chú bác xem. Ở dưới này thì khá là lầy lội do là thời tiết là mưa bùn. Cái nền này là nền đất các bạn, nên nó trâu nó dẫm lầy lội lắm, cứ mưa phát là rất là bẩn. Đấy, bây giờ thì là mình sẽ mời ông bà cô dì chú bác đi xem chợ nhá. Mưa quá cả nhà ơi. Đấy, ôi, ở đây là có những chú trâu mà người ta đã mua này, đánh dấu ấy. Trâu di các bạn, trâu di, nhưng mà dạo người ta hay thích mua những dòng trâu nhỏ nhỏ, nó chắc thịt các bạn. Xin chào nhá, đang chờ anh phát mãi à? Đây, đến rồi, cảm ơn cậu nhá. Cảm ơn một khán giả rất là yêu quý, đợi chờ là người ta bảo rồi, đợi chờ là hạnh phúc. Rồi, cảm ơn cậu nhá, cảm ơn cậu và tất cả mọi người đang xem. Ngày hôm nay thì số lượng trâu hiện tại bây giờ thì hầu như là nó vãn rồi. Đấy, người ta mua cũng nhiều. Đấy, đây là những con người ta đánh dấu này, mờ quá à? Sao lại mờ nhỉ? Để này mình xem cam lại nhé. Tại vì là mạng ở đây nó yếu ấy, hôm nay là mạng yếu. Đấy, chắc là lét rồi chứ đúng không? Rồi, chúng ta sẽ đi tìm nhanh chỗ nào người ta giao dịch, mình quay chia sẻ cho mọi người luôn. Chắc là mạng yếu đấy, ngày hôm nay sóng ở đây nó yếu lắm. Mình thấy là nó download rất là chậm. Rồi. Con này là không biết là châu cái, châu mẹ các bạn. Đấy, chúng ta sẽ ra ngay khu vực ở giữa nhá các bạn nhá. Không biết là ngày hôm... Ôi, bẩn lắm các bạn ạ. Con này là mình không đi ủng, nó khá là bẩn. Con này á? Con này 18 á? Con này anh? Ôi, con này á? À. Ồ. Không dám giả luôn nhỉ? Với 18 này không dám giả con này luôn ấy. Một con nghé người ta đang. Con nghé này họ đòi 18 á cô? Họ đòi 18 á? Đắt nhỉ? Đắt quá. Chắc là báo cao quá nhỉ? Cái con nghé này người ta báo 18 triệu cơ. Khá là cao. Con nghé đực. Con này không biết là ba mấy tuổi nhỉ? Chắc là hơn tuổi, xem tuổi chưa? Ngày hôm nay sao báo cao ấy nhỉ? Đây con nghé này con này. Con nghé này hơn 1 tuổi rồi. 1 tuổi 1 tháng rồi, nói chung là cứ gọi là nó 1 tuổi đi. Đây. Một con nghé dáng cao. Và con này thì nếu mà nhận xét về cơ bản về chiều cao của nó thì cao. Nhưng mà hình như là hơi ngắn người nhỉ các bạn nhỉ? Mình thấy là cái độ dài trâu của nó không được dài. Và cổ nó cũng chưa có, không to. Nói chung là cái dòng nghé thì nó chưa có cổ, nhưng mà ý nói là cái cổ nó chưa được to. Đấy, con đấy là người ta đang báo 18. Chắc là báo là người ta phải giảm giá xuống các bạn. Người mua bao giờ là người ta cũng trả 10,
16, 17 đấy. Con này là cũng gọi là hệ trung bình nhé các bạn nhé. Tầm gần 7 điểm đấy, trong lớp thang 10 thì gần được 7 điểm. Bởi vì là con này sừng của nó cũng bình thường, nói chung là hệ so với một số con nghé phổ thông khác ấy, thì nó cũng đẹp hơn, được cái cao giáo đấy, ngoại hình đẻn trai, mỗi tội là chưa béo và cái độ thương phẩm của nó thì cũng chưa được nhiều. Nhưng mà về cơ bản là so với một số con nghé phổ thông khác thì con này cũng khá hơn. Và người ta đang báo là con này 18 triệu đấy. Xem họ giả bao nhiêu con này nhé. 18.000. Một con nghé các bạn. Con này không biết là cân lên được bao nhiêu cân thịt. Xin chào cả nhà nhé, chào ông bà, cô dì, chú bác và tất cả mọi người đang xem live nhé. Đấy, mọi người vào live thì cho Tây Bắc xin một like và một đăng ký nhá. Thôi chúng ta ra ngoài này nhé. Bởi vì là trời hôm nay thì nó khá là bẩn và đi lại rất là khó khăn. Ngày hôm nay mình hy sinh một cái giày các bạn. Wow, trâu gần như là vã rồi. Đấy, người ta cũng trở về nhiều, người ta đi sớm, người ta mua nhiều và trở đi nhiều. Ông bà, cô dì, chú bác nào đang xem thì hãy cho xin một đăng ký kênh. Chỉ việc nhấc tay lên và đăng ký kênh cho một kênh đăng... À, chúng ta sẽ sang khu vực con trâu cái to kia đấy nhé. Nhưng mà mình đi từ từ nhé các bạn nhé. Mình không thể là đi nhanh được cơ, vì ở đây trơn lắm. Chẳng may nó ngã phát là bẩn hết. Ôi, à, xin xem. 8 rưỡi. Hôm nay ít trâu hơn tuần trước nhiều nhỉ. Hôm nay thứ nhất là do mưa và người ta cũng chở một ít đi về rồi. Hình như anh vừa trả con này của anh này này, người ta trả con này. Đấy, con này thì chưa béo, nói chung là cũng hệ tầm trung thôi. Đấy, cổ nó cũng có lông rậm khỏe. Ngày hôm nay mưa thì nhìn nó vậy thôi các bạn, nhưng mà như thế này là cũng khá là đẹp trâu rồi. Đấy, dòng trâu thịt nó chỉ thế thôi các bạn, chứ chúng ta cũng không cần, cũng không yêu cầu cao quá. Quan trọng là cái độ săn chắc của nó và nó nhiều thịt là được. Mình thấy là bảo 8 hay 9 gì đấy, không biết là người ta bán con này với giá bao nhiêu. Đây, bao nhiêu bán? 29 á, hay là bao nhiêu? Hay 39? 39 hay là 29 cơ? 29 hay là 39? Con này này. Hay. Họ vừa trả con nào? Ở đâu con đánh nghe nào ấy? Con nghe gần con trắng đấy á? À, là 19 á? 18 à? À, 8 triệu rưỡi á? À, tại vì mình chưa nhìn thấy nó to đến cỡ nào ấy. À, gần cái con trắng kia kìa các bạn kìa. Quá là... Không, tại vì cháu chưa nghe, chưa rõ, chưa biết là con nào. Đây. Đây này các bạn này. Con này là người ta đang... À, một con nghé đây. Con nghé này gầy này và chưa béo này. Đấy, con này là người ta đòi 9 triệu. Đấy, người mua đang trả với giá là 8 triệu. Nhưng mà người bán thì chắc là bán với 8 triệu rưỡi các bạn. Đây, một con nghé như thế này. Để quay chia sẻ cho ông bà xem nhé. Mưa quá, bẩn nữa. Đây, con nghé này nhé cả nhà nhé. Con nghé này là người ta đang mong muốn với giá là 8 triệu rưỡi này. Đấy. Wow, một con nghé đúng trên vùng cao luôn. Lông của nó nhiều lông này, nó dựng lên. Và con này có vẻ như là hơi nhốt chuồng một tí. Con này là thiếu ánh nắng. Cái lông của nó là màu đỏ. Tóm lại là con này người ta đang mong muốn với giá là 9 triệu, 8 triệu rưỡi đến 9 triệu. Người mua đang trả với giá là 7 triệu rưỡi đến 8 triệu. Đấy, chủ chưa bán, lệch nhau một tí nữa các bạn.
Wow. Đấy. Mưa kinh khủng. Quay trâu to nhất đi anh. Ok, đang đi tìm con trâu to nhất chợ phiên đây. Nhưng mà phải đi từ từ thôi. Ở chỗ này cực trơn các bạn. Hôm nay là mình hy sinh một cái giày để mình đi quay cho các bạn đấy. Ôi ôi. Ôi, lối này bẩn thế nhỉ. Ở đây nó như kiểu đi cày ruộng được ý các bạn. Nó mà chẳng may nó ngã phát thì rơi cả máy ở đây luôn ấy. Chứ không phải là chuyện đùa đâu. Nếu mà ở đây có cái ủng thì tốt các bạn. Trâu thì nó bẩn, nó có nước như này thì nó càng thích các bạn. Nhưng mà người thì hơi vất vả. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đi tìm một số con chỗ là người ta giao dịch để quay chia sẻ cho mọi người nhé. Ôi trâu ơi là trâu. Ui ui. Bây giờ thì nó tạnh mưa rồi. Lúc sáng nó mưa rất là to. Ôi. Ôi. Mày xuống mày vô. Không biết là con to nhất chợ nó nằm ở đâu, mình vẫn chưa thấy các bạn. Thường thường là khu vực trâu to người ta hay để ở mé bên này này. Hôm nay thì ít trâu to các bạn. Mình đang đi kiếm cái chỗ nào người ta súng đông và người ta giao dịch mà chưa thấy đâu. Toàn thấy người đứng thôi. Mua trâu Tây Nguyên. À, xin chào bạn nha. Mình đang ở